Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý hàng một bộ hoành phi câu đối và một ngai thờ bằng chất liệu gỗ gụ, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện theo đơn đặt hàng của gia đình anh Duy ở tại Mỹ Đức, Hà Nội. Anh đã về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi để đặt bộ sản phẩm này. Anh là khách hàng kỹ tính và đã theo dõi cơ sở của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi từ rất lâu nay rồi. Đấy, anh đã tham khảo rất nhiều các đơn vị chế tác các sản phẩm, nhưng cuối cùng anh đã chọn lựa cơ sở của đồ gỗ Thành Luân để đặt bộ sản phẩm trên, bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ với ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang. Đấy, sản phẩm này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là hàng siêu dày dặn, hàng siêu VIP nha, không giống cái hàng mà quý khách thường thấy trên thị trường đâu. Đấy, led độc về thủ công này rất kỹ luôn, ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang và câu đối. Đây câu đối chúng tôi là dày, toàn bộ là dày 5 phân đấy, để được giáp vàng Đài Loan tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh, Tự Yếu Tôn Hiền và Đại Vinh. Ngoài ra thì anh Duy vẫn còn đặt rất nhiều các cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân như khung ảnh này và các tranh chữ rất nhiều các bác ạ. Đấy, các bác làm mà quan tâm thì hãy về trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Thành Luân tôi để được sở thị. Hiện tại cơ sở Thành Luân đang có rất nhiều các mẫu mã để quý hàng lựa chọn, các sản phẩm tầm khoảng 9 đến 10 triệu hoặc là 14-15 triệu, cơ sở Thành Luân đang có rất là nhiều. Đấy, rất mong các bác có thể về trực tiếp cơ sở để mục sở thị tham quan mua sắm. Về với Thành Luân thì quý khách có rất nhiều các sự lựa chọn. Ở đây là chiếc ngai thờ, ngai thờ của cô vụ, ngai này cỡ ngai chung, ngai chung nhé, cũng được giáp vàng. Thông tin chi tiết là quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ sở của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, inbox và nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi nhé. Và đừng quên đăng ký kênh, follow đồ kênh đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm của sản phẩm này. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào các quý khách trong những video clip tiếp theo.